Bắc Han Seo nói gì khi chính thức gia hạn hợp đồng? Xin kính chào các quý vị, tôi là Bắc Han Seo, huấn luyện viên trưởng bóng đá Việt Nam. Kính thưa các lãnh đạo bóng đá Việt Nam, quý vị quan khách, cảm ơn quý vị đã dành thời gian có mặt trong buổi lễ này. Tôi nhớ đến chương trình họp báo cách đây 2 năm, tôi cũng đứng đây và nói với quý vị về một vài tầm nhìn. Thứ nhất, chúng ta phải phát triển tối đa tiềm lực hiện tại đồng thời phối hợp nhân tố cũ và mới để phát triển. Thứ hai, tạo ra được triết lý phù hợp để dần đưa đội tuyển trở thành đội bóng mạnh ở khu vực và châu lục. Hai năm trôi qua, có những mục tiêu đã đạt được, có những mục tiêu còn đang thực hiện. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy ý nghĩa khi tôi và ban huấn luyện vẫn đang cố gắng hết sức mình, cũng như cảm thấy vui mừng vì những gì đã đạt được. Trong giây phút tái ký hợp đồng này, tôi cảm thấy trách nhiệm càng nặng nề hơn. Nhờ những thành tích trong hai năm qua, các cầu thủ của tôi đã phát triển và tôi tin rằng chúng ta sẽ có thành tích tốt hơn nữa ở các giải đấu quốc tế. Tôi cũng tin rằng việc làm tăng thêm tình yêu với đội tuyển, với đất nước cũng là một thành tích đáng ghi nhận. Chúng tôi sẽ nỗ lực điều hành đội tuyển quốc gia và đội Olympic sẽ thành công hơn nhờ những linh động và trao đổi thường xuyên. Giờ đây, bóng đá đang dần được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam. Tôi rất mong sẽ có thêm nhiều sự quan tâm nữa tới bóng đá trẻ. Tôi nghĩ những nhà chuyên môn trong giới nên có nhiều cuộc trao đổi hơn để phát triển bóng đá. Trong hai năm qua, thông qua bóng đá, Hàn Quốc và Việt Nam đã có thêm những hình ảnh hữu nghị. Tôi rất vui mừng vì điều này và hy vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa hai quốc gia. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người. 10 giờ 37 phút, Tổng thư ký Lê Hoài Anh chia sẻ, trên tinh thần hợp tác hướng đến những mục tiêu phát triển chung, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Bắc hang Seo đã tìm được sự đồng thuận về việc gia hạn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Đây có thể xem là một tin vui đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cũng là sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp to lớn của huấn luyện viên Bắc hang Seo. Kể từ khi đến Việt Nam, nắm giữ vị trí huấn luyện viên, trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. VFF xin gửi lời trân trọng cảm ơn tới huấn luyện viên Bắc Hang Seo với những đóng góp trong vòng 2 năm vừa qua và chúc ông tiếp tục đạt được những thành công trong thời gian tới. 10 giờ 55 phút, phần trao đổi thông tin với truyền thông. Phóng viên, việc trả lương cho ông bác gây nhiều tranh cãi. Xin VFF có thể cho biết về con số cụ thể và đơn vị doanh nghiệp nào đã tài trợ cho việc này? Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trả lời, về mặt nguyên tắc, chúng tôi không thể tiết lộ, nhưng xin khẳng định như đã trả lời. VFF nhận được nhiều sự hỗ trợ từ nhiều doanh nghiệp. Hiện tại, VFF đang phải lo cho 12 đội tuyển và luôn phải hoàn thiện lực lượng chuyên gia cho tất cả dù có hay không các đơn vị tài trợ, VFF vẫn luôn phải đảm bảo để điều này được thực hiện tốt nhất. Phóng viên, tiền trả lương cho huấn luyện viên Bắc Hang Seo được VFF huy động từ nguồn nào và có ảnh hưởng đến các hoạt động khác hay không? Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trả lời, các cấp độ đội tuyển đã gặt hái được nhiều thành công trong suốt thời gian qua. Trong sự thành công đó, tất cả các thành viên đội tuyển đều được tưởng thưởng xứng đáng từ nhà nước. VFF và các doanh nghiệp. Về nguồn tài chính, VFF đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nhà tài trợ, đơn vị truyền thông lâu năm và mới. Việc thưởng được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Mới đây, chúng tôi đã có cuộc trao đổi về định hướng phát triển bóng đá Việt Nam. Tôi đã nhận được sự đồng thuận, sự hỗ trợ từ một đối tác mới và nhiều khả năng sẽ được công bố trong thời gian tới. Đây là sự hợp tác mang tính chất căng cơ, thể hiện được chiều sâu trong tính toán phát triển bóng đá Việt Nam. Phóng viên Hàn Quốc Mục tiêu ngắn hạn và dài hạn giữa VFF và huấn luyện viên Bắc Hang Seo là gì? Huấn luyện viên Bắc Hansel Seo Như tôi đã nói, tôi vẫn sẽ tiếp tục tâm thế cố gắng, phát huy hơn nữa năng lực và trách nhiệm của mình. Phóng viên VFF có mời Bầu Đức hay không khi ông ấy là người trả lương cho ông bác trong suốt 2 năm qua? ông bác có nhắn gửi gì tới bầu đức không? Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trả lời, trong hợp đồng 2 năm trước, VFF nhận được sự hỗ trợ nhiều từ Phó Chủ tịch Tài chính nhiệm kỳ trước. VFF đánh giá rất cao đóng góp và trách nhiệm của ông Đoàn Nguyên Đức với bóng đá Việt Nam. Trong quá trình làm việc, chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với nhau. Ông Đức vẫn luôn nói, VFF phải hết sức chủ động để tìm ra giải pháp giúp cho huấn luyện viên Bác Hang Seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam và có những thành công tiếp theo trong tương lai. Huấn luyện viên Bác Hang Seo, tôi lại nhớ đến thời điểm 2 năm trước khi tôi được gặp ban lãnh đạo VFF và ông Đoàn Nguyên Đức. Tôi xin gửi lời cảm ơn với những gì đã hỗ trợ. Tôi xin gửi lời cảm ơn với những gì đã được hỗ trợ trong thời gian qua và cảm ơn bầu đức. Phóng viên trong hai năm qua, người Hàn Quốc dành rất nhiều sự quan tâm tới bóng đá Việt Nam. Không biết khi về Hàn Quốc, ông chia sẻ gì về những điều đã trải qua. Huấn luyện viên Park Hang Seo Tôi không phải là người Việt, có nhiều điều tôi không thể hiểu hết được. Nhưng với tư cách một huấn luyện viên, tôi có thể nói tôi là một người yêu bóng đá Việt Nam và sẽ cố gắng hết mình vì bóng đá Việt Nam. Phóng viên VFF đã nỗ lực thế nào để gia hạn được hợp đồng với huấn luyện viên Bắc Hanh Seo? Huấn luyện viên Bắc Hanh Seo có cảm xúc thế nào hôm nay? Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn Trước tiên, tôi xin chúc mừng huấn luyện viên Bắc Hanh Seo với những thành tích có được với bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua. Trên cơ sở những gì đã có, chúng tôi quyết định hoạt định những bước đi tiếp theo trong tương lai. Như ông Bác đã nói, hai bên sẽ nỗ lực duy trì thành tích hiện tại và cố gắng phát triển để hướng tới mục tiêu quân cúp 2026. Chúng tôi đã ngồi với nhau bàn bạc rất kỹ và ra kế hoạch để có được những thế hệ kế cận tốt trong 3 năm tới. Kế hoạch đã được lên khung, còn vấn đề là giải pháp ra sao? Đây chính là điều khiến hai bên tốn khá nhiều thời gian để bàn bạc trong thời gian qua. Thành tích tốt lên là điều ai cũng mong muốn nhưng phải căn cứ vào những nguồn lực thực tiễn đã có phương pháp phù hợp. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ nhau và có những trao đổi với các chuyên gia để cùng nhau thực hiện các mục tiêu đề ra. Huấn luyện viên Bắc Hàng Seo Trước khi ký hợp đồng, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, bóng đá Việt Nam đã có kết quả nào đó rồi. Có người còn khuyên tôi nên nghỉ ngơi thôi, tôi cũng lo lắng sắp tới không biết có thể thỏa mãn chỉ số chờ đợi hay không. Bản thân tôi cũng tự hỏi không biết đây có phải là lần ký hợp đồng cuối cùng của tôi với VFF hay không. Tôi, ban huấn luyện Hàn Quốc và các thành viên khác sẽ tiếp tục đồng hành với nhau để chinh phục các thử thách mới. Thời gian qua, tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ VFF, một lần nữa xin gửi lời cảm ơn bởi tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào trong khoảnh khắc này. Phóng viên với ông thì điều khó khăn nhất khi đàm phán hợp đồng là gì? Mục tiêu trong 3 năm tới của ông là châu lục hay thế giới? Huấn luyện viên Bắc Hàng Seo Khi thương thảo hợp đồng thì tôi không làm trực tiếp mà thông qua người đại diện. Rất may sau tất cả thì hôm nay đã thống nhất được với nhau. Bản thân tôi cũng luôn mong muốn hai bên sẽ có những điều khoản hợp lý. Tôi sẽ dẫn dắt cả hai đội U23 và đội tuyển quốc gia một điều quan trọng nhất là tầm nhìn chúng tôi đã chú ý đến việc có nhiều sự trao đổi hơn hai bên đã đàm phán khá lâu và có được kết quả về mục tiêu trong hai năm qua tôi luôn giữ tâm thế nỗ lực hết sức từng ngày một chúng ta đều biết sự chờ đợi của người hâm mộ bóng đá việt nam đang ngày một cao hơn và sẽ còn tăng thêm trong tương lai tôi đã xác định tâm thế với việc này và sẽ cố gắng hết sức mình 10 giờ 50 phút, phần ký kết hợp đồng chính thức diễn ra. Để nói về thầy bác, có lẽ mọi mỹ từ là chưa đủ sau những gì ông đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Bóng ma, Sea Games 2017 phủ lấy bóng đá Việt Nam như một trong những chương trình đen tối nhất khi tất cả đã mất niềm tin vào các cầu thủ về đội bóng đại diện cho nước nhà từ đất nước Hàn Quốc xa xôi. Một người đàn ông đã đến, ông ấy là Park Hang-seo. Để nói về thầy Park, có lẽ mọi mỹ từ là chưa đủ sau những gì ông đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Bóng ma, SEA Games 2017 phủ lấy bóng đá Việt Nam như một trong những chương đen tối nhất khi tất cả đã mất niềm tin vào các cầu thủ về đội bóng đại diện cho nước nhà. Từ đất nước Hàn Quốc xa xôi, một người đàn ông đã đến, ông ấy là Bác Hansel seo Những hoài nghi ban đầu phần nào được dẹp tan sau giải đấu giao hữu M150 CUP, khi tuyển Việt Nam hạ được Thái Lan ở bán kết, nhưng giao hữu vẫn là giao hữu và mọi chuyện chưa chứng minh được điều gì. Thế nhưng vào những ngày tuyết rơi dày đặc ở thành phố Trường Châu, Trung Quốc, đầu năm 2018, một khát vọng mới đã hiện lên. Khát vọng Việt Nam bừng sáng trên những đôi chân của các cầu thủ U23. Thầy trò ông bác vượt qua vòng bảng nghẹt thở, tứ kết rồi bán kết với các đối thủ Tây Á hùng mạnh để rồi khi tất cả chuẩn bị vỡ hòa, khoảnh khắc hụt hơi ở những giây cuối cùng trước Uzbekistan đã lấy đi chức vô địch. Nhưng sự tự hào và niềm kiêu hãnh Việt Nam đã được thổi bùng lên mạnh mẽ nhất từ ngày các đội tuyển trở lại sân chơi châu lục. Rừng người, cờ hoa đón các tuyển thủ trở về để lại hình ảnh lá cờ tổ quốc cắm ở núi tuyết trên sân trường châu rực sáng. Đấy là dấu ấn đầu tiên của thầy bác với bóng đá và con người Việt Nam tuyệt vời thay đó lại là những khoảnh khắc không bao giờ lãng quên. Đi đến ASEAN Game 2018, chúng ta chỉ chịu dừng bước trước Hàn Quốc quá hùng mạnh ở bán kết. Một chút tiếc nuối trước đối thủ UAE trên chấm luân lưu ở trận tranh huy chương đồng. Thế nhưng thêm một lần, bóng đá Việt Nam khẳng định đã dần phương tầm châu lục dưới thời Bắc Hang Seo. Sân chơi các đội trẻ là vậy, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là đội tuyển quốc gia. 10 năm, Kể từ ngày cú đánh đầu ngược của Công Vinh làm vỡ hòa hàng triệu con tim, bóng đá Việt Nam vẫn chưa vô địch Đông Nam Á. AFF Cup 2018 là sứ mệnh lớn nhất của ông Bác tại thời điểm đó. Khi Thái Lan có dấu hiệu suy yếu, các đối thủ khác chưa xứng tầm để đua tranh, tuyển Việt Nam băng về đích như thể không có vật cản đủ lớn để ngắn đường. Trước vô địch khu vực lần 2 cùng vị thế số 1 Đông Nam Á đã khắc ghi thêm vào bản vàng thành tích của bóng đá nước nhà. Thế nhưng với người hâm mộ Việt Nam, hình ảnh lá cờ tung bay cùng các chiến binh sân cỏ trên vũ đài châu lục mới là điều tự hào nhất. Bước vào kỳ ASEAN CUP năm 2019 đầy khó khăn với những đối thủ hàng đầu châu lục. Sức mạnh, sự tự tin và may mắn đã đưa cả đội vượt qua khe cửa ở vòng bảng để đi đến vòng 16 đội. Khi tất cả đều đánh giá thấp Việt Nam hơn Jordan, chúng ta đã chứng minh đều ngược lại đưa đối thủ đến loạt luân lưu cân não. Hình ảnh Bùi Tiến Dũng giơ tay chào kiểu quân ngũ trên đất UAE thêm một lần nữa làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ quê nhà. Vòng loại U23 châu Á cho tới King Lop sau đó, Việt Nam đều thắng Thái Lan rất thuyết phục. Thầy Bác đã làm được điều mà bấy lâu nay tất cả cùng mong mỏi, đó là hạ bệ Thái Lan. Bước đến chiến dịch vòng loại quân cúp 2022, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ chúng ta có thể chưa mơ đến vòng chung kết tại Qatar, nhưng vòng loại thứ ba sẽ là đích đến. Đó là một trang sử hào hùng nữa, khắc dấu bác han Seo cùng những chiến binh sao vàng. Huấn luyện viên Bắc han Seo và bóng đá Việt Nam đến với nhau bởi một cái duyên trời định. Một, chỉ riêng địa hạt bóng đá, xuyên suốt lịch sử môn thể thao vua này đã chứng kiến không biết bao nhiêu hiện tượng hai thực thể hòa quyện vào nhau làm một tới mức khó tách rời. Khi nhắc tới thực thể này, người ta lập tức nghĩ đến thực thể kia hay thực thể kia là hiện thân của thực thể này. Thực thể này, thực thể kia, tức mối quan hệ giữa câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia với cầu thủ, huấn luyện viên. Diego Maradona, Lan Bạc kỳ hồ, vướng vào bao nhiêu tai tiếng, rốt cuộc ông vẫn là thanh sống tại Naples và Argentina. Maradona không chỉ tạo dựng thành công chói lọi nhất lịch sử cho Napoli và đội tuyển Argentina, mà còn nét ngang tàn ngổ ngáo của ông còn hiện thân cho khí chất của người thành Naples hay người dân xứ sở Tango. Messi hậu bối của Maradona, dẫu tài năng lẫn ngoại hình đều tương đồng, vậy nhưng lại chưa thể thành công tại đội tuyển Argentina dù đã trở thành biểu tượng ở Barcelona nơi Maradona thất bại. Hoặc các trường hợp, Fran. Beckenbauer ở đội tuyển Đức, Johan Pri ở đội tuyển Hà Lan, Brauer Gonzalez ở Real Madrid, Eric Cantona tại Man United, Thierry Henry tại Arsenal, Steven Gerrard tại Liverpool, Klambach tại Chelsea đều là những trường hợp tiêu biểu cho việc một cầu thủ trở thành biểu tượng của một đội bóng, không chỉ vì đóng góp vĩ đại mà cả sự hiện thân của khí chất đội bóng ấy. Real Madrid quy tụ hàng hà sa số siêu sao nhưng không ai phản phất nét kiêu kỳ khinh bạc đậm chất hoàng gia như Rau. Man United có hàng tá chân sút ghi nhiều bàn thắng hơn Eric Cantona nhưng không ai toát lên khí phách ngông ngạo của một chú quỷ như huyền thoại người Pháp. Hoặc ở Geron, người ta đều thấy sự máu lửa nhưng lỡ làng của Liverpool. Tương tự là mối liên hệ giữa đội bóng và huấn luyện viên, Man United và Sir Alex Ferguson đâu thể tách rời. Rio từng bước biết bao nhà cầm quân tài danh dẫn dắt nhưng rốt cuộc thành công nhất tại Zidane, một huyền thoại sân cỏ nhưng chưa bao giờ được đánh giá cao trong công tác chuyên môn huấn luyện. Hoặc bếp Guardiola, dù có đi đâu, ông vẫn là hiện thân của phong cách bát ca. Tương tự là Diego Simeone, người đã tạo nên hồng cốt Atletico Madrid, tiểu trung ngoài câu chuyện tài năng để hai thực thể hòa quyện như vậy cần có một chữ duyên sở dĩ phải dùng chữ duyên bởi có hàng hà sa số yếu tố ảnh hưởng chẳng hạn như sự thấu hiểu về văn hóa sự tương đồng về triết lý hoặc vấn đề xuất hiện có đúng thời điểm hay không cổ nhân có câu sinh bất phùng thời là bởi có quá nhiều kẻ có tài nhưng không gặp thời bóng đá cũng vậy cho nên messi hay cristiano ronaldo chưa bao giờ vô địch quân cúp còn Ronaldo lại chẳng thể chạm tay vào danh hiệu Champion Language hoặc đôi khi chỉ là biến cố bất ngờ nào đó mà dẫn nên duyên. Nếu Atletico Madrid không tiếc tiền mà giải tán đội trẻ, thì Ron đâu có gia nhập Real Madrid, để rồi người ta gọi anh là Ron Madrid. Hoặc Messi đâu phải lặn lội vạn dặm xa xôi sang Barca nếu các đội bóng trong nước chấp nhận đầu tư một khoản để anh chữa trị bệnh còi xương. 2 dẫn dắt Đông Tây, suy cho cùng để chứng minh cho một điều, Thiên đã định dành huấn luyện viên Bắc Hanh Seo cho đội tuyển Việt Nam, cho nền bóng đá Việt Nam. Trước khi gặp nhau, cả ông bác lẫn nền bóng đá xứ sở hình chữ S đều chạm đáy về thành tích. Lúc đó ông bác đang dẫn dắt một đội bóng hạng 3 tại Hàn Quốc và để thua liễn xiển, còn các cấp đội tuyển Việt Nam quá non thập kỷ, không cười trên mọi đấu trường. Thậm chí khi ông bác được bổ nhiệm, dư luận đã dành nhiều hoài nghi, thậm chí chỉ trích vì thành tích quá bết bát của ngài ngũ gật. Thế nhưng chỉ trong vòng 2 năm qua, ông bác và bóng đá Việt Nam đã tiến những bước rất dài và nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Đó là cổ tích tại Thường Châu. Danh vị đệ nhất anh hào Á vận hội, rồi chức vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Có thể nói, nếu không phải ông bác, bóng đá Việt Nam chưa chắc có thể thành công như thế và ngược lại. Nếu không đến Việt Nam, ông bác cũng chưa chắc đã tìm thấy chiếc đũa thần phù thủy của bản thân. Đó là một sự hòa hợp mà có thể nói thiên đã định. Khi còn làm việc tại Hàn Quốc, ông bác bị chê bai vì sử dụng lối chơi bóng ngắn không phù hợp với thể hình cao to của các cầu thủ xứ Kim Chi. Thế nhưng, lối chơi ấy lại quá phù hợp với những cầu thủ Việt Nam vốn nhỏ con và khéo léo. Tất nhiên, ở triều đại huấn luyện viên trước, việc ban bật đã quá bị làm dụng dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong lối chơi và chính huấn luyện viên Park Hang-seo là người khai phá tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam thông qua đấu pháp chú trọng phòng ngự và tấn công nhanh. Việc vị chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng sơ đồ ba hậu vệ cũng là một cuộc cách mạng đối với bóng đá Việt Nam và sơ đồ này cho đến hiện tại vẫn là thử thách khó hóa giải với hầu hết các đội bóng trong khu vực lẫn châu lục lẽ dĩ nhiên không thể không đề cập tới việc ông bác rất có duyên khi xuất hiện đúng thời điểm bóng đá Việt Nam sản sinh ra một thế hệ đầy tài năng với Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Đình Trọng, vân vân. Bởi cái duyên như thế, việc ông bác được ký mới hợp đồng là chuyện đương nhiên. Bây giờ, vị chiến lược gia người Hàn Quốc không còn là một lính đánh thuê mà là thần tượng của hàng triệu người hâm mộ, hiện thân cho lối chơi tinh quái nhưng quật cường của đoàn quân áo đỏ. Và tất nhiên, cũng chỉ ông bác mới đủ ân uy để dẫn dắt những cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam. Ngược lại, sẽ chẳng có nơi đâu huấn luyện viên Bắc Hàn được yêu quý và trân trọng như ở xứ sở hành chữ S. Bây giờ, ông không còn làm việc để khẳng định năng lực bản thân mà gánh vác trên vai hy vọng của cả một dân tộc thiên định là như thế. Phóng viên, VFF có mời bầu Đức hay không khi ông ấy là người trả lương cho ông bác trong suốt 2 năm qua? Ông bác có nhắn gửi gì tới bầu Đức không? Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn Trong hợp đồng 2 năm trước, VFF nhận được sự hỗ trợ nhiều từ Phó Chủ tịch Tài chính nhiệm kỳ trước. VFF đánh giá rất cao đóng góp và trách nhiệm của ông Đoàn Nguyên Đức với bóng đá Việt Nam. Trong quá trình làm việc, chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi với nhau. Ông Đức vẫn luôn nói, VFF phải hết sức chủ động để tìm ra giải pháp giúp cho huấn luyện viên Bắc Hanh Seo tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam và có những thành công tiếp theo trong tương lai. Huấn luyện viên Bắc Hanh Seo, tôi lại nhớ đến thời điểm 2 năm trước khi tôi được gặp ban lãnh đạo VFF và ông Đoàn Nguyên Đức. Tôi xin gửi lời cảm ơn với những gì đã được hỗ trợ trong thời gian qua và cảm ơn Bầu Đức. Phóng viên, trong 2 năm qua, Người Hàn Quốc dành rất nhiều sự quan tâm tới bóng đá Việt Nam. Không biết khi về Hàn Quốc, ông chia sẻ gì về những điều đã trải qua? Huấn luyện viên Bắc Hành Seo Tôi không phải là người Việt, có nhiều điều tôi không thể hiểu hết được. Nhưng với tư cách một huấn luyện viên, tôi có thể nói tôi là một người yêu bóng đá Việt Nam và sẽ cố gắng hết mình vì bóng đá Việt Nam. Phóng viên VFF đã nỗ lực thế nào để gia hạn được hợp đồng với huấn luyện viên Bắc Hành Seo? Huấn luyện viên Bắc Hành Seo có cảm xúc thế nào hôm nay? Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn Trước tiên, tôi xin chúc mừng huấn luyện viên Bắc Hành Seo với những thành tích có được với bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua. Trên cơ sở những gì đã có, chúng tôi quyết định hoạch định những bước đi tiếp theo trong tương lai. Như ông bác đã nói, hai bên sẽ nỗ lực duy trì thành tích hiện tại và cố gắng phát triển để hướng tới mục tiêu quân cấp năm 2016. Điều là những... Chúng tôi đã bàn bạc rất kỹ và ra kế hoạch để có được những thế hệ kế cận tốt trong 3 năm tới. Kế hoạch đã được lên khung, còn vấn đề là giải pháp ra sao? Đây chính là điều khiến hai bên tốn quá nhiều thời gian để bàn bạc trong thời gian qua. Thành tích tốt lên là điều ai cũng mong muốn, nhưng phải căn cứ vào những nguồn lực thực tiễn đã có phương pháp phù hợp. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ nhau và có những trao đổi với các chuyên gia để cùng nhau thực hiện các mục tiêu đề ra. Huấn luyện viên Bắc Seo trước khi ký hợp đồng tôi cũng suy nghĩ rất nhiều bóng đá việt nam đã có kết quả nào đó rồi có người còn khuyên tôi nên nghỉ ngơi thôi tôi cũng lo lắng sắp tới không biết có thể thỏa mãn chỉ số chờ đợi hay không bản thân tôi cũng tự hỏi không biết đây có phải là lần ký hợp đồng cuối cùng của tôi với vff hay không tôi ban huấn luyện hàn quốc và các thành viên khác sẽ tiếp tục đồng hành với nhau để chinh phục các thử thách mới thời gian qua tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ vff một lần nữa xin gửi lời cảm ơn bởi tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào trong khoảnh khắc này. Phóng viên, với ông thì điều khó khăn nhất khi đàm phán hợp đồng là gì? Mục tiêu trong 3 năm tới của ông là châu lục hay thế giới? Huấn luyện viên Bắc Hành Seo, khi thương thảo hợp đồng thì tôi không làm trực tiếp mà thông qua người đại diện. Rất may là sau tất cả thì hôm nay đã thống nhất được với nhau. Bản thân tôi cũng luôn mong muốn hai bên sẽ có những điều khoản hợp lý. Tôi sẽ dẫn dắt cả hai đội U23 và đội tuyển quốc gia. Một điều quan trọng nhất là tầm nhìn. Chúng tôi đã chú ý đến việc có nhiều sự trao đổi hơn. Hai bên đã đàm phán khá lâu và có được kết quả. Vì mục tiêu, trong hai năm qua, tôi luôn giữ vững tâm thế, nỗ lực hết sức từng ngày một. Chúng ta đều biết sự chờ đợi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang ngày một cao hơn và sẽ còn tăng thêm trong tương lai. Tôi đã xác định tâm thế với việc này và sẽ cố gắng hết sức mình. 10 giờ 50 phần ký kết hợp đồng chính thức diễn ra.